các bạn, hôm nay mình đi Đà Lạt. Ở Đà Lạt có khí hậu mát mẻ lắm các bạn ơi. Này mình đi đang đi dưới mưa này các bạn. Chỗ này là mình đi cà phê chuyện của nắng. Chỗ này nó cao lắm các bạn ơi. Đây là mình đang đi thung lũng của các quỷ thần nha các bạn. Đây là từ trên cao nhìn xuống này các bạn. Cây bí cử đỏm, đây là cái cây hằng. Lúc mình đang đi nói chuyện với ông hằng này các bạn. Là bá chủ ở đây. Trên lưng nó đêm đây là hút mình cho dây ăn này các bạn. Đây là tối rồi, mình đi ăn phở buổi tối xong rồi mình về khách sạn nha các bạn. Mời các bạn xem ảnh của mình đi du lịch của mình nhé.